thì mọi người có thể thấy đấy, mỗi lúc về là mưa gió càng lớn hơn. Đi qua phố Tây Bùi Viện thực sự nó rất là buồn luôn, mấy ngày hôm nay mình đi qua nó vắng khách ghê luôn, khách vắng hơn cả cái lúc mà cách đây khoảng vài tháng trước thôi. Trước nó còn đông và náo nhiệt, nhưng mà đến bây giờ mọi người thấy mưa gió vắng khách, rồi sau đại dịch nó cũng vắng luôn, thực sự là rất là buồn. Những cái tối đêm thì cũng muốn đi gửi cho mọi người xem những cái hình ảnh nhộn nhịp náo nhiệt về đêm tại trung tâm Sài Gòn, nhưng mà buồn quá. Ở bên này hôm nay có gió to hay sao là cả cái gốc cây ở chỗ cái quán nhậu này. Ghê luôn, giật luôn mọi người. Sập luôn nha, sập luôn cái chỗ này. Quán này khá là đông. Mưa này thì mọi người di chuyển thì chọn đặt ô tô nhé, đặt taxi, Grab đi cho nó khỏe thôi. Đi xe Honda giờ cực lắm. Đấy, người. Mưa xíu này, nước đọng lại. Cái này may mà hôm nay mưa nhỏ, mưa lớn xíu nữa chắc là một số con đường nó ngập luôn. Ăn nhậu giờ này mưa là hơi cực cái đấy. Này, quán nhậu này rất là đông nha. Mấy cái quán nhậu cóc cóc cái này mà đông khách lắm. Quán nhậu, quán cà phê đấy, nhìn thấy cực kỳ đông luôn. Mưa có mỗi, có vẻ là mỗi lúc một nặng hạt chỗ này, một cái gì nước lênh láng luôn. Đấy, nếu mà không mưa là ngày hôm nay là khu vực này rất là đông luôn mọi người. Đấy, phía xa xa hãy thấy chỗ cái xăng vẫn đang có nhiều người đang trú mưa tại phía bên trong cái xăng này. Hôm nay nó mưa thì đúng thực sự nhiều người bị ướt lắm, thì nó mưa mấy 8-9 giờ nó mới mưa. Thì bây giờ mình cùng hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ xem hình ảnh tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ xem thế nào nha. Đấy, hôm nay thì đang tổ chức nhạc ca nhạc hò rô tại phía bên nhà hát cũng như là phía bên dưới gần ngay đường Ngô Đức Kế thì đang tổ chức lễ hội âm nhạc Sư Trong Bâu, thì mình cùng về xuống bên dưới. Mưa gió nên là hôm nay Hải chuẩn bị một cái ô để đi quay cho mọi người những cái cảnh mưa Sài Gòn, mưa về đêm.
người đi trên bên này nghe thấy tiếng nhạc ở đây, nhạc sập sình rồi. Nhưng mà mưa này thì chắc cũng ít người lắm, nếu không mưa thì chắc là đông và nhộn nhịp. Như là ngày hôm nay thì con là cấm xe, nhưng không biết là giờ mưa có cấm nữa không. Nhạc sập sình sập sình. Ai nấy cũng phải đều vội, vội nhanh như về nhà trốn những cơn mưa như thế này. Chỉ có mình vậy, mưa mình phải đi mang đi ra đường. Được lành láng luôn. Hôm nay có mà hôm nay là cuối tuần đấy mọi người. Cuối tuần thì mưa thì ngày mai chủ nhật thì có thể ở nhà chứ. Không mưa những ngày thường cái này nó mưa đến sáng mai không đi làm luôn. Bất tiện. Thì giờ này thì khu vực Trần Bến Thành là đóng cửa không? Mọi người ạ. Đóng cửa hoàn toàn đấy. Còn một số người trú mưa thôi để đứng phía bên trong của chợ Bến Thành. Thế ra khu vực này gió ghê, cái này đi thì thấy nóng nóng, bây giờ cái cảm giác nó lại lạnh rồi. Em mình đi bộ nãy giờ cũng 40 phút rồi. Thế mọi người thấy có thể khu vực này là nó hoàn thiện rất là nhanh. Vừa một năm trước thì khu vực này gần như là những cái hố đất. Đến bây giờ thì trả là mặt bằng làm cái khu vui chơi ấy. Thì bây giờ mình cùng hướng về đường Lê Lợi nha.
Rồi xong, mưa gió lại hai xe hốt nhau rồi. Rồi vài ớt. Hiểu luôn. Đó, mưa gió người hai xe hốt nhau tại khu vực này. Ê, mưa gió này mọi người đi hết sức cẩn thận nha. Nhanh một xíu thôi, mà lại có thể gây tai nạn. Thì bây giờ mình cùng đi qua khu vực tòa nhà Takashimaya nha mọi người. Ở chỗ này thì thằng này cũng đóng cửa thôi. 10 giờ rồi. Nhưng mà khách thì vẫn đang đứng ở bên ngoài rất là nhiều. Thì hôm nay trời mưa, chưa có thể đi được. Người đều ghét lắm, mưa thế này đi chơi xong rồi không đi được. Hôm nay cấm xe nhưng mà vẫn cấm xe nha. Dù mưa gió như vậy nhưng mà vẫn đang thấy có hàng rào cấm xe bộ đi lại. Cứ mưa với nhiều người đông lắm, rất là đông. Mưa mênh mang nước. Chỗ này nó đọng nước các mọi người nhìn này. Nhiều người đi bộ ướt hết người luôn này.
và mã series của bạn là 00443. Chúc các bạn chú ý các bạn nha bạn. Rồi, để tôi lên các bạn chú ý lại nha. Và tiếp theo, hy vọng là bạn này có mặt ở đây và lên sân khấu. Bạn Nguyễn Thành, Ngô Nguyễn Công Kỳ nè. Và số cuối là 148. Và mã series của bạn là 0058. Không biết là bạn có mặt ở đây không ạ? Nói không có ai chẳng hồn. Và chúng ta cùng nhau đi tới ra phía cuối cùng. Xin được chúc mừng bạn Đỗ T.T. Mai. Mã số cuối là 908. Và mã số của bạn là 00287. Không biết bạn có ai có mặt ở sân khấu ngày hôm nay không ạ? Chúng tôi xin phép một lần nữa đọc qua danh sách những người chơi, những bạn khán giả chúng ta giành được giải ba cho buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn Mai, bạn số cuối là 908, với lại series là 00287. Tiếp theo là bạn Nguyễn Hoàng Ngôn, bạn số cuối là 08, chụp hình chụp dưới mưa. Tiếp theo là bạn Nguyễn Thị Thu Thủy, bạn số cuối là 957 và mã series của bạn là 00443. Tiếp theo là bạn Trần Thị Kim Oanh, mã số điện thoại là 212 và mã series là 00472. Và bạn cuối cùng là bạn Giang, mã số cuối là 531 và mã series của bạn là 00068. Và như vậy là chúng ta không có vị khán giả nào có mặt trên sân khấu ngày hôm nay. Chính vì thế chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn thêm thông tin các bạn để lại trên phiếu và sẽ trao giải với bạn trong thời gian sắp tới nha. Và chúng tôi cũng có một phần quà dành cho bạn. Dạ. Yeah. À, ok. Bởi vì chúng tôi tính là bạn nhận giải ba và nó sẽ có tiếp nhận nhiều giải nhất. Tuy nhiên không có lên sân khấu. Giờ chúng tôi xin mời bạn tiếp tục là người đang may mắn đến trong hai vị khán giả may mắn tiếp theo nha. Đầu tiên là lá phiếu giải nhất. À, xin lỗi, lá phiếu giải nhì. Giải nhì trước ạ. Là mười người mua đi. Rồi, ok. Anh là biết giờ nhiều nha quý vị. Tiếp theo là lá phiếu giải nhất. Chúng tôi xin được phép công bố giải nhì trước. Rồi, giờ giải nhất bạn cầm. Đó nha, ok. Xin được chúc mừng. Ui, còn rất là nhiều người đứng quý vị đây. Cầm con số bao nhiêu hả? Người. Số mấy hả? Rồi, đây là một con số series có 5 chữ số. Và số đầu tiên là con số 0. Các anh chúng xin không chưa ạ? Rồi, số tiếp theo là con số 1. Số tiếp theo là con số 9. 019 89. Xin được chúc mừng Nguyễn Quốc Quỳnh với ba số cuối là 036 ạ. Anh Nguyễn Văn Bình có mặt tại sân khấu mà. Một lần nữa xin được chúc mừng anh Nguyễn Văn Quỳnh ạ. Rồi, dưới như vậy chúng ta vẫn không có chủ nhân của giải nhì có mặt trên sân khấu ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sắp tới nha. Và chúng ta cùng nhau đến với giải nhất quý vị. Và xin được chúc mừng giải nhất của chúng ta với mặt số 01608, anh Minh Tuấn ạ. Dạ, anh Minh Tuấn có mặt trên sân khấu mà. Có mặt ở trên sân khấu mà. Và chúng tôi vẫn không thấy anh Minh Tuấn ở đây ạ. Có lẽ như là trò chơi của chúng ta, mini game chúng ta mang đến may mắn cho những người chơi, nhưng mà những người chơi không có mặt tại sân khấu. Rồi, chúng tôi sẽ mang những phần quà đến cho các bạn vừa được OT trong thời gian sớm nhất theo những thông tin các bạn đã ghi trên tờ phiếu nha. Và xin được mời một phần quà đến từ ban tổ chức dành cho người bạn đã mang may mắn đến 7 người còn lại. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Và trong lúc này thì chúng tôi xin phép được công bố một xíu về giải thưởng của chúng ta trong lúc kim ro. Giải ba của chúng ta là hai thùng bia Tumux mát lạnh.
Còn giải nhì là một thùng đá 2.230 lít. Và giải nhất của chúng ta là một loa Marshall Cuban 2. Và những phần quà này chúng tôi sẽ mang đến và trao giải đến tất cả các bạn khán giả may mắn trong thời gian sắp tới. Và quý vị tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng nhau biến mình với toàn người hôm nay.